Dạo gần đây thì mạng xã hội xuất hiện lắm câu chuyện về những phản ứng trái chiều khi dân tình đi ăn uống bên ngoài. Vui giải sóng vì nhân viên nhà hàng lẩu đình đám không thối tiền tô cho khách vì tưởng đó là tiền tip. Thì dân tình mới đây còn xôn xao những hình ảnh thực khách vào quán nhưng không order nước tại quầy mà lại mở điện thoại đặt đơn từ shipper. Theo đó thì chàng trai này có một cửa hàng thức ăn nhanh trong trung tâm thương mại, vị trí nằm sát bên một cửa hàng cà phê nổi tiếng. Thay vì sang bên đó order tại quầy, người ta lại mở app và đặt đồ uống online. Sau khi lấy được hàng cho khách thì anh shipper hết sức ngỡ ngàng khi thấy khách hàng đang ngồi ngay bên cạnh mình. Bằng cách này thì vị khách nhà ta vừa có đồ uống mà nhanh chóng và rẻ hơn so với order tại quầy. Hơn nữa thì anh shipper phải đỡ mất công đi xa mà vẫn hoàn thành được một đơn. Tuy nhiên thì hành động của vị khách cũng vấp phải vô vàn ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một vài bình luận tranh cãi: "Ủa, thấy cũng bình thường mà, một người có đơn, một người được giảm giá, thế thôi. Đứng ở góc giữa nhìn thấy người khác thì trời ơi, mốt tao đặt như vậy luôn quá. Vô quán ngồi thôi rạc, vừa đỡ tốn tiền, vừa giúp được mấy anh shipper." Hình ảnh này được đăng tải đã thu hút một lượng lớn người xem, mỗi người mỗi ý về hành động của người khách này. Không bạn, bạn có suy nghĩ gì về hành động này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Thank you.